Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn tất cả anh chị em trong lớp gia sư Facebook Online sử dụng cái phần mềm biên tập video. Thì cái video này sau khi được quay xong thì mình sẽ úp lên nhóm hỗ trợ của mọi người, và mọi người có thắc mắc giải đáp gì ấy hay là muốn giải đáp thì mình sẽ cùng nhau thảo luận trong đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua một chút về tại sao phải sử dụng video cho quảng cáo Facebook. Thì như một số mà anh chị học viên trước á, thì cái remarketing nó chưa xuất hiện, mà hiện tại chỉ có remarketing web thôi. Còn những cái khác như là giá rẻ về chốt đơn, để xây dựng kênh YouTube, để thích xem video thì cái đó thì cũng rất là nhiều rồi. Thì mình chỉ nói cái điểm khác biệt ở đây, đó là cái remarketing video nó nghĩa là như thế nào. Ở đây thì Facebook nó mới update một cái chức năng á, đó là quảng cáo lại cho những người tương tác bài viết. Và hiện tại thì nó chỉ có hai cái loại, đó là remarketing video và remarketing cho những người mà quảng cáo lead á, tức là quảng cáo thu thập đối tượng á. Thì mọi người vào trình quảng cáo này, vào menu đối tượng này, chọn đối tượng này, sau đó mọi người chọn tạo đối tượng tùy chỉnh. Thì ở đây là cái mới đây mọi người nha, tương tác trên Facebook. Thì hiện tại nó hỗ trợ hai cái chức năng này, đó là video và quảng cáo tìm kiếm. Thì hôm nay thì trong cái video này thì chỉ nói về cái video này thôi. Cái tìm kiếm khách hàng này thì ở một cái video khác thì sẽ làm cái hướng dẫn cho mọi người. Bởi vì là cái này thì mọi người ít sử dụng, bởi vì cái tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì nó áp dụng cho một số các cái ngành kiểu như là dịch vụ ấy, hay là mọi người tổ chức sự kiện, nó kiểu như là một cái form Google để mọi người điền vào ấy. Thì bây giờ nó được update rất là đẹp. Hôm vừa rồi thì có dạy và có đảo qua cái đấy thì không ngờ nó update đẹp như vậy. Thì đầu tiên là mọi người vào cái phần video này. Thì mọi người ở đây á, thì mọi người chọn cái nội dung. Thì trong này á, thì nó sẽ cho từ 10 đến 25, 50, 75 và 95%. Ví dụ mình chọn 25 đi. Tất nhiên là tùy cái video mọi người nha, video cái độ ngắn dài video thì sẽ nói sau, nhưng mà ví dụ những người càng quan tâm thì nó lại càng ít hơn. Bởi vì bây giờ xem video thì nó là tự động, nhưng mà cái video mà nó hấp dẫn ấy thì nó mới xem được lâu. Ví dụ bây giờ mình chọn 50 đi. Sau đó là mình sẽ chọn trang. Đây. Chọn video này. Cái này mọi người phải chọn nhiều video. Ví dụ cái video này có 2.000 lượt xem chẳng hạn. Ok. Đấy. Nhập tên, ví dụ như là video hải sản chẳng hạn. Đấy. Và mình có thể chọn thêm được nữa. Chọn thêm được nhiều nữa mọi người nhé. Thì ở đây là cái video hải sản chẳng hạn. Ok. Tùy chọn mô tả này chút rồi giúp mình nó ghi chú nó tốt hơn thôi. Đó mọi người lưu lại. Rồi ok. Đấy. Thì nó sẽ lên hai cái tùy chọn này. Lúc ở like hoặc là quảng cáo bằng đối tượng. Thì cái này trong buổi hôm nay thì mình sẽ không nói về cái vấn đề đấy. Đây là ấy nữa. Thì đây là cái đối tượng này nó đang quá nhỏ. Thì cái này thì do bởi vì đã rất là ít người xem 50% thì các bạn phải chọn ít hơn. Thì cái này nó sử dụng như thế nào? Ví dụ ở đây là cái này đang là mình muốn là những người mua hàng của mình là mình bán cái thuốc giảm cân chẳng hạn. Thì bây giờ mình phải thông thường mà cái bài remarketing trên web ấy, trước mà mình có chia sẻ với mọi người ấy, thì mình phải làm một bài trên web, phải có web và cài mã pixel trên web. Thì với video marketing thì remarketing thì không cần phải điều đó. Tức là mọi người chỉ đơn giản là lên YouTube lấy một cái video mà nó nói về cái vấn đề giảm cân, ví dụ như là giảm cân an toàn chẳng hạn, hay là làm thế nào để giảm cân tại nhà hiệu quả. Tức là những cái nội dung đó nó định hình được là người ta đang có vấn đề về cân nặng và làm như thế nào. Sau khi mà người ta xem tầm khoảng 50%, hơn 50% video đấy,
thì chắc chắn là họ đang có vấn đề về cân nặng. Bởi vì nếu mà họ không có vấn đề về cân nặng thì họ sẽ không xem. Họ ít nhất là người thân, vợ chồng hay là ai đó họ có vấn đề về cân nặng, và họ chính xác là khách hàng tiềm năng của mình. Thì khi mọi người chọn được cái tệp này á, thì mọi người sẽ tạo ra được cái tệp này. Đó. Thì bây giờ mọi người vào trong cái trình quảng cáo và mọi người chọn cái tệp này và để chạy, thì cái này ở một cái bài khác đã hướng dẫn rồi. Hôm nay cũng không hướng dẫn cái phần đấy nữa. Thì mọi người có thể chạy lại cái tệp này, tức là mình chạy cho 2.000 người xem video đấy chẳng hạn, mình định hình được đúng chắc chắn là 2.000 người ấy là có vấn đề về cân nặng rồi thì nó hiệu quả hơn hẳn. Thì cái video nó giúp mọi người lọc khách hàng được. Đấy, ví dụ bây giờ mọi người muốn quảng cáo đến những người mà sử dụng dịch vụ ship hàng chẳng hạn, thì mình phải nói ví dụ các video về chia sẻ về vấn đề khó khăn về ship hàng. Tất nhiên là những người ship họ xem hoặc những người khác xem, nhưng mà những ai mà xem lâu video ấy thì nó ok và mình có thể remarketing lại được. Thì nếu mà có gì khó hiểu thì mọi người comment trong nhóm thì sẽ được hỗ trợ giải đáp tiếp. Thì mọi người cần phải chuẩn bị gì? Đầu tiên là mọi người cần phần mềm Cam Studio, thì mọi người có thể chọn phiên bản 8.6 đấy, hoặc là 8.2 cũng được, nó không không quan trọng lắm. Thì link tải ở đây rồi đấy. Thì sau khi mọi người tải về thì cài đặt nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ đây là ví dụ cho mọi người tải về chẳng hạn, mình chỉ việc next nhiều lần thôi. Dụ đây là cái bản 8.6 chẳng hạn. Đấy. Thì nó có hai thư mục setup và cài đặt. Mọi người vào setup này, tích vào đây này, nó nặng phết đấy, 200 bao nhiêu mb, mọi người chọn ngôn ngữ này. Ok. Đấy, thì cái này nó cài rồi, còn nếu không thì cũng chả có gì khác, mọi người chỉ việc next thôi. Đây là cài rồi, nó có hỏi có mình muốn cài lại hay xóa thế nào. Đấy, next, next, mọi người cứ để mặc định. Next thôi. Đấy, thành công. Xong. Sau đó là crack, crack thì như thế nào? Ấn chuột phải này. Chọn quyền với admin này. Ấn crack, xong. Đấy. Thì như vậy thì mọi người đã cài được cái Cam Studio 9.8.0 rồi. Thì bây giờ sử dụng như thế nào? Thì mọi người tìm biểu tượng là Camtasia này này, Studio 8 này này. Mọi người kích vào. Đây. Thì đầu tiên là phần mềm là xong rồi, mọi người cài đặt crack. Bây giờ cần ý tưởng kịch bản thì mọi người phải cần ý tưởng, mà không nữa thì mọi người lấy video ở kênh YouTube, và mọi người có thể chèn nhạc, chèn logo thì mọi người phải chuẩn bị trước nhạc và logo. Và lưu ý thì cái phần mềm này nó chỉ hoạt động với đuôi AV thôi. Ví dụ mọi người có thể dùng Chrome chẳng hạn, mọi người nếu mà mọi người dùng Chrome để mà tải từ YouTube á, thì nó sẽ không được cái đuôi AV. Hoặc là video mọi người quay từ điện thoại iPhone hay đấy, thì mọi người phải phải lưu ý á, là mọi người phải 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 chọn là đuôi AV, chứ không là mình lại phải convert một lần nữa. Ví dụ mọi người thấy cái YouTube ở đây thì nó chỉ tải được cái đuôi là MKV này, thì cái phần mềm này nó không hiểu cái đuôi MKV á, thì tốt nhất là mọi người nhanh nhất á, mà cách đơn giản nhất là mọi người copy cái đường link này này, mọi người dùng cái duyệt cốc cốc á, mọi người bỏ vào đây, mọi người enter. Bởi vì cốc cốc thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người tải được cái file MP4 này được. Đây mọi người chờ một chút, nó sẽ load ra đây, mọi người thấy này. Đấy, thì mọi người chọn Full HD MP4 và mọi người tải xuống. Thì mình sẽ có cái video nguồn để mình sửa. Thì hôm nay thì sẽ lấy một cái video này để ví dụ minh họa cho mọi người.
đây cái video này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất đấy thế giới. Thì bây giờ cái chỉ logo của người ta này, bạn đã thì mình sở hữu phải ngay xóa sản phẩm này. Này. Và các cái đoạn đến đầu các này bạn. mình phải xóa này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đấy. Chiếc máy bay mini M44 dễ chạy. Đây, đây là video gốc mình tải YouTube về. Bài sân rộng. Thì làm sao để mà xử lý được? Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người từ từ. Đấy. Thì đầu tiên thì mình phải đây có 3 khu làm việc. Khu này là cái dữ liệu đầu vào này. Nhạc, nhủng, hình ảnh rồi video mọi người đưa ở đây. Cái khu vực này đen đen này này. Đây là cái khu vực mà để thể hiện mọi người làm cái gì, mọi người có thể xem nó chạy trước luôn. Và cái khu dưới này là cái khu thao tác của mọi người. Đây là tách 1, tách 2, tách 3. Thì để bắt đầu thì mọi người phải chọn thêm cái video đấy vào. Sẵn đây chỗ nhạc mình thêm cái nhạc luôn nhé. À xin lỗi mọi người, cái nhạc thì nên thêm sau cùng. Bây giờ mình thêm sẽ thêm cái video vào. Đầu tiên muốn biên tập video phải thêm video vào đó. Cái này mình ở mục download. Ở đây video này. Video đây. Đấy mọi người sẽ nói sẽ lên ở đây này. Người chọn nhạc luôn. Bởi vì cái này thì nó không có nhạc nền thì nó hay, cái này thì tùy từng người mình thích. Ví dụ đây à. Đấy thì thêm nhạc nền vào. Ví dụ thêm logo vào này. Đây là một cái logo mình làm sẵn này này. Đấy. Ví dụ hình cái máy bay này là cái logo này của mọi người. Thì cái logo thì nó như thế này nhá, nói chút về qua về cái chút cái logo cho mọi người nhá. À ví dụ như là cái hình ảnh của mình làm logo á thì hình ảnh hình gốc á là hình ảnh này này. Ở thì mình phải tẩy hết các cái phần màu trắng trắng ở đây này. Sau khi tẩy bằng Photoshop thì nó sẽ ra hình này. Trắng tinh như vậy ấy. Thì cái bài Photoshop thì mọi người xem lại ở trên web là cubic.com. Và mọi người vào lại cái bài là bài Photoshop cho người bán hàng ấy này, hoặc mọi người gõ đây là Photoshop nó ra này. Đấy thì bài này sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để tẩy rồi làm sao để cắt ghép thì rất là đơn giản và rất là nhiều người làm được. Con gái họ làm rất là giỏi luôn. Thì sau khi có cái những cái đó xong á thì mọi người mới tiến hành biên tập. Thì đầu tiên á là mọi người phải thêm cái video ấy xuống cái trình chỉnh sửa này này. Đấy. Mọi người ấn chuột phải này. Thêm video này. Đấy. À đây là một cái video khác nữa thì cũng được như nhau. Thôi được, mình sẽ lấy video này làm luôn. Đấy thì video này nó có nhạc sẵn rồi. Đây mình tìm cho các bạn cái video kia. Đập hộp. Cho mọi người dễ theo dõi. Đập hộp đây. Chọn. Đây, ok. Thì cái đập hộp này đây, đây là video đập 189.000 bạn đã sở hữu ngay sao? Thì nó có đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cắt và ghép video. Thì mọi người biết là đầu tiên là nó họ chèn cái logo. Hôm nay mình rồi. Xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini. Bây giờ mình M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Cắt thì mình muốn giữ lại tiếng thì làm như thế nào? Thì trong cái video này nó bao gồm cả tiếng và hình ảnh thì mình có thể tách riêng ra được. Thì các bạn ấn chuột phải và ấn là tách ra. Đấy. Tách ra luôn. Đấy, cái đây là phần âm thanh này. Đấy, nó kích chọn mình có hai tách, một tách hai này. Đây là cái phần âm thanh này. Đấy. Còn bây giờ cái hình ảnh này mình muốn cắt, mình lùi âm thanh này ra. Hoặc là bây giờ mình không muốn ảnh hưởng thì mình có thể khóa nó lại. Đấy. Đấy nhá, bây giờ mình muốn cắt nhá, mình cắt từ cái đoạn logo của người ra đúng không? Đấy, mình di từ từ đến đoạn đấy. Đây, từ đoạn đây. Không có logo nữa.
mình sẽ đưa cái xanh xanh này qua đây này, đấy, ấn chuột phải, chọn xóa đi, đấy thôi. Đấy, bây giờ mọi người sẽ thế này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44. Đấy, bây giờ mình cái này là to nhỏ, tức là phóng to thu nhỏ để mọi người điều khiển nó dễ hơn. Bây giờ mình tìm đến cái chọn logo thứ hai. Mình nhớ nó ở đâu chỗ này. Thì ở đâu thì mình chỉ việc cắt nó ra thôi. Cái này nó càng nhỏ thì di chuyển nó càng dễ mất. Đây, mọi người có thể dùng cái này. Đây rồi. Đây, đây xì đây. Nếu mà gặp chủ nhân video thì xin lỗi nhá. Đây, mình cắt qua cái đoạn đấy đi. Đấy, đó là cách cắt. Cắt ra luôn. Và nó sẽ tự động nối, và vì cái âm thanh này mình khóa rồi này, làm ra nó sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Mọi người khóa lại, không muốn làm cái gì thì cứ khóa lại cái đấy. Thì ví dụ như bây giờ một cái video rất là dài chẳng hạn, ví dụ đến cái phần này, đến phần cô gái chẳng hạn, bây giờ mình muốn cắt nó ra thì làm như thế nào? Mình cắt nó ra đưa phía trước thì các bạn chỉ việc chọn vào cái video ấy thôi. Ở đây có phần tách này, cắt này. Đấy. Đây là mình cắt ra được rồi này. Đấy. Bây giờ mình muốn đưa phía trước thì mình chỉ việc là mover lên trên thôi. Đấy, và đưa xuống đây. Đấy nhá, các bạn nhìn mình đi chuột này, đấy, đi lên đây này. Thả xuống đây. Đấy, thì video nó được cắt và đưa lên trên rồi. Đấy. Mình video nhá, âm thanh thì mình đã khóa đây nhá. Đấy. Đó là cắt và ghép video. Ví dụ video này tiếp là mình muốn cắt đôi nó ra nữa thì lại cắt tiếp, cắt đây ra tiếp. Hoặc bây giờ mình muốn video này nó ngắn lại nữa thì mình lại cắt tiếp. Mình có thể sử dụng cái xanh hoặc cái đỏ này đều cắt được hết. Đấy. Mình cắt ở đâu thì mình chọn cắt ở đấy thôi, rất là đơn giản. Cắt ghép cái này và copy paste rất là nhanh. Bây giờ ví dụ mình copy chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình muốn paste ở đâu thì mình di con chuột này, cái con điều khiển này đấy, mình Ctrl V là nó paste vào đấy. Đấy, nó paste vào đấy thôi. Đó, đơn giản luôn. Thích cắt, thích paste, thích xóa, thích gì thì được. Đấy. Và bây giờ cái đoạn này nó mình thấy lâu quá chẳng hạn, mình muốn tăng tốc độ chẳng hạn. Bây giờ đoạn này lại thấy cái này mình lại muốn cắt. Mình đón đoạn hết rồi, kéo ra để xem dần dần. Đấy, cắt luôn. Ok, mình cắt. Thì nó sẽ có cái đoạn nối ở đây này, đoạn nối ở giữa chỗ cắt này này. Đấy. Bây giờ mình không muốn dùng là mình có thể xóa. Mình ấn delete, mình xóa như bình thường. Xóa, mình di chuyển lên như bình thường. Đấy. Thì cắt ghép video nó đơn giản vậy á. Và bây giờ ví dụ bây giờ mình cái đoạn này chẳng hạn, bây giờ mình muốn cắt tiếp này chẳng hạn. Ví dụ cái đoạn này mình thấy nó chậm quá, mình muốn cho nó nhanh. Thì cái đoạn từ này bây giờ mình cắt tiếp một lần nữa. Đấy, thì mình nó sẽ đây. Đoạn này đúng không? Bây giờ mình muốn cắt đôi chỗ này ra đúng không? Chỉ vào đây. Cắt tiếp, đó thì nó sẽ cắt hết ra. Chỗ đoạn này, đây là cái đoạn video này nhá. Bây giờ muốn đoạn này lên trước chẳng hạn, đấy, chỉ việc đẩy nó lên trước thôi. Đấy. Mình cắt ghép cái này nó đơn giản lắm mà. Cắt như là mình thao tác một cái bình thường mà thôi. Không có vấn đề gì hết. Đấy. Còn cái âm thanh vẫn không ảnh hưởng gì, mình đã khóa lại rồi. Đấy, thì mình sẽ cắt ra như vậy. Đấy, bây giờ mình muốn ra đằng sau thì mình lại để ra đằng sau, để đằng trước. Đấy. Và trong cái này nó có một cái chỗ nữa là ví dụ bây giờ mình muốn chỗ này nhanh hơn đúng không? Thì nó cho các bạn lại chọn tùy chọn tốc độ. Tốc độ để mình có thể là tiến hoặc lùi video. Thì ví dụ bây giờ mình muốn nhanh lên 300%. Đấy. Nó nhảy lên này, đang nhanh 300%, mình thử nhá. Đây là video 300% này. Công tắc bật nguồn của M44. Đấy. Khi bật đèn sẽ sáng nhấp nháy. Đấy, rất là nhanh. Và bây giờ muốn chậm, quay chậm cái đoạn này đơn giản, vào đây ấn chuột phải. Chọn là 50 đi. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ chậm 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 chậm.
để mọi người xử Khi lý chơi rất bộ là gỗ đơn 4 giản. lần đầu tiên, bạn cần gạt cần bên trái lên cao nhất Rồi. rồi hạ xuống. Lần thứ Đấy là hai. cái phần cắt và ghép video nhá. Thì ở giữa các cái video này nó sẽ có hiệu ứng này. Mọi người thấy là đây là ở giữa các video, ở giữa phần cắt này mình muốn thêm hiệu ứng này. Thì mọi người chỉ việc vào đây. Đấy, chọn cái hiệu ứng. Và ấn chuột phải chọn thêm. Đấy. Vào đây. Chọn hiệu ứng. Ấn chuột phải. Chọn thêm. Thì lập tức là nó sẽ chạy hiệu ứng. Ví dụ mình đưa đến đây mình muốn xem ở đâu thì mọi người kéo cái ri con chuột này lên đây này. Play này. Đây. M44 Đấy thì cái được màn hình này sạc là mình trực tiếp xem được luôn. trên điều khiển của mình. Đấy, đó nó lật. Và muốn cái đoạn lật này nó càng rộng ra thì mình có thể là kéo cái đoạn lật này rộng ra được. Đấy nha mọi người nhá. Cho nó phóng to ra tí cho dễ nhìn. Ôi, đoạn lật này sao vậy? Không kéo được các bạn ạ. Chắc mình nhớ nhầm cái chỗ này rồi. Mình nhớ ngày xưa là mình kéo được, nhưng bây giờ thì không nhớ lại kéo chỗ nào hết rồi. À đây này mọi người này, xin lỗi nhá. Kéo về phía trước. Mình lại cứ kéo về phía sau. Đấy. Kéo về phía trước nhá. Đấy thì nó sẽ lật chậm hơn. Đây nhá, ví dụ cái này mọi người xem này. Công tắc bật, khi bật Muốn lật đèn ở sẽ đâu thì sáng mọi nhấp người cứ nháy, cắt cắt ở đấy và chèn cái cần gạt bên trái raster này vào, có nó lật. tác dụng tăng hoặc giảm tốc độ, cần Đấy nhá, mọi người xem nó lật này. máy bay có thể rẽ trái rẽ phải một cách mượt mà. Hai nút left và right tương đương với trái và phải, giúp máy bay có thể rẽ trái rẽ phải khi đang bay. M44 được sạc trực tiếp trên điều khiển của mình. M44 được điều khiển bởi hồng ngoại Đấy, mọi người thấy IR đây là nó chuyển hiệu ứng này. lên, có thể điều khiển khoảng cách Đấy, nhưng mà rất xa là chậm thì 10 đến tùy mọi 20 người mét. chọn nhanh hay chậm, thì mọi người có thể kéo thả để chọn cái tốc độ chậm. Thì ví dụ bây giờ mọi người xử lý xong cái phần video là bây giờ mình lại khóa phần video, mình cắt âm thanh. Âm thanh thì nó cũng tương tự như vậy. Những đoạn này nó nói rơi rột soạt mình cắt chẳng hạn. Đấy, cắt đi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cắt. Cắt luôn. À, ví dụ bây giờ mình muốn chèn nhạc nền vào nữa chẳng hạn. Thì vào đây. Chọn cái nhạc nền vào đây. Đấy. Và mọi người sẽ có hai cái bài hát trong này. Đây ví dụ mình sẽ nói này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy. File nhạc này nó quá lớn đúng không? Thì mọi người có thể giảm âm lượng ở đây được. Edit audio mọi người ấn chuột phải này. Và mọi người có thể giảm âm thanh nó xuống một chút. Đấy. Thì vừa có tiếng vừa có nhạc. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay. Ông này nói nhỏ quá, mình có thể to tăng âm lượng lên. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Chỉ 189.000 bạn đã sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh đập hộp sản phẩm. Rồi. Thì có một cái vấn đề nữa là bây giờ cái chữ daily đồ chơi độc này chẳng hạn. Đại lý đồ chơi độc. Thì làm sao để chèn được, thì mình có thể chèn cái logo. Thứ nhất là mình có thể chèn logo mình vào đấy. Ví dụ ở đây là mình chèn thêm cái điện thoại này vào đây. Cái máy bay này vào đây. Đấy, đây là hình ảnh mọi người đây, kéo lên kéo xuống này. Đấy, nó chèn điện máy bay vào đây này. Đấy. Từ từ gọi ơi. Hôm nay mình Thì sau khi mọi người chèn được cái video vào đây chẳng hạn, thì mọi người kéo video ấy đè vào cái hình logo này thôi. Đấy. Đó là một cách. Thì xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini. Mà không thích nữa thì mọi người có thể chèn số điện thoại của mọi người vào đó cũng được. Đấy, mình có đặt cái video ở đây. Thì cái này mình phải dùng Photoshop mình tẩy cái nền đi, hoặc là các bạn có thể dùng các cái loại ảnh mà đuôi
PNG ấy thì nó sẽ chèn vào đây được, nó rất là đẹp. Đấy, bây giờ mình muốn chèn cái số điện thoại của mình vào cái thương hiệu của mình vào đây chẳng hạn, thì mọi người vào đây chọn, ở đây thì có rất là nhiều biểu tượng đấy, tròn rồi vuông rồi mũi tên rất là nhiều, ô đấy rất là nhiều luôn, sao đủ các kiểu, mũi tên đường thẳng rồi các kiểu, thì mình có thể chèn vào đây. Ví dụ bây giờ mình chèn chữ viết vào đây chẳng hạn, đây ví dụ mình chèn cái này vào đây. Đấy, mình vứt vào đây. Vứt vào đây thì cái màu này màu xanh thì mọi người có thể chọn lại cái màu khác được. Ví dụ đây, đây là cái chọn màu. Đây là cái màu này, mình chọn màu đen đi. Đấy. Hoặc là mình chọn màu khác đi, tùy mình thích màu gì thì màu. Màu đỏ đi. Rồi. Đó, cái chữ mình chọn màu vàng đi. Đây các bạn chọn màu vàng đây. Thì muốn gõ tiếng Việt được thì mọi người chọn phông Arial hoặc Tomato hoặc là các cái loại phông Việt Nam đấy, thì mọi người gõ tiếng Việt được. Cái này gõ như trong Word thôi, thì mọi người phải chọn phông trước. Đấy, như là số điện thoại đi. Hay là đây là web http đấy, thì nhỏ quá thì mọi người tăng phông lên, này nó dễ sử dụng đấy. Ok đấy, và mọi người cùng kéo to thu nhỏ thôi, ví dụ muốn cái này nó chạy nhiều chạy ít đấy, hoặc là mọi người có thể copy Ctrl C này. Còn cái này giờ muốn chèn thì phải kéo hết từ đây ra, mọi người nó muốn nó hiển thị ở đâu thì cứ việc kéo thôi. Đấy, thì mình sẽ được một cái video như thế này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất. Bây giờ mọi người muốn ghi giá vào là thì cũng tương tự. Giá thì bây giờ mình không cần cái nền chẳng hạn, thì mình chọn cái trắng này chẳng hạn. Đấy. Chọn là mình kéo xuống đây. Biết là mình chọn là màu màu trắng đi. K chẳng hạn. Đấy, cái chỗ này mình thích thì mình bôi đen. Mua ngay chẳng hạn. Mua ngay này thì mình có thể chọn từng màu của từng chữ một. Ví dụ màu này mình không thích màu trắng thì mình có thích màu đỏ đấy. Mình chọn màu tùy màu của mình và cái cờ chữ cũng tùy mình luôn. Đấy, ví dụ mua ngay này cái 89 này muốn nhấn mạnh này, to ra chẳng hạn. Nó phông to lên. Đấy. Ok, vậy là xong. Vậy thì mọi người sẽ thêm vào ấn thêm vào này. Đấy. Kéo dài nó ra. Đấy thì bây giờ mọi người chạy chẳng hạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay Vậy mini thì rẻ nhất thế. thêm hai tab rồi thì mình có thể xóa bớt một cái, hiệu tích một mình xóa đi. Để tích hai lại thôi. To nhỏ gì thì mình có thể để đây. Đấy. Nếu thấy chưa to thì mình làm to hơn. Một ngày này lên 28 đi. Chỉ này cùng 28 luôn. Thằng này lên tiếp nữa. Thằng này lên 48. Đấy. Thích cái này màu đỏ luôn thì mọi người ok chọn ngay thằng này màu đỏ luôn được. Đấy. Rồi vậy thì mọi người đấy thì mọi người thấy nó dài lên, nó chồng lên nhau như thế này này. Nó cũng như là cái tab của Photoshop ấy. Ông nào nằm trước thì sẽ hiển thị trước, ví dụ bây giờ mình sẽ chèn cái video này chẳng hạn, vào đây chẳng hạn. Thì nó sẽ che. Đấy. Ông nào nằm sau thì đẩy lên trên. Thì ông nào nằm trên thì sẽ ở trên. Thì được hiển thị ở trên. Và ví dụ mình chạy video này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới, chỉ 100. Đấy thì ở đây nó lại mất mất cái số điện thoại rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thêm vào đây. Thêm vào lại cái cũ. Thêm vào cái hình này cho đẹp đi.
cho chạy ra cho nó về nhịp. Hát này cũng chuối quá. Đấy. Rồi, ok. Thì cái này bây giờ mọi người có thể thu nhỏ lại để dễ nhìn. Đấy. Và mọi người thấy là đây là cái nhạc thì nó đang quá dài. Thì cái nên nhạc này ngắn quá thì mọi người có thể thêm nhạc vào đây được. Đấy, mọi người kéo vào đây này. Ấn vào đây này, thêm một nhạc một lần hoặc thêm hai bài hát vào đây cũng được. Đấy, kéo cái hình ảnh nội dung ra cho nó dài cho đủ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ được một cái video như thế này. Ví dụ cái hiệu ứng đây nó không, mình không thấy đẹp chẳng hạn, mình thấy Hôm video nay này nó không đẹp, đổi hiệu ứng khác, chọn cái video này, đúng không? Chọn lại kiểu khác. Ví dụ bây giờ mình chọn kiểu đại một kiểu đi, kiểu này đi. À, xin lỗi, mình đang chưa mở khóa này. Đấy, mọi người mở khóa ra. Thì cái khóa mục đích là để nó không bị tác động bởi những cái khác. Bởi vì khi mình cắt ghép những cái ở trên thì nó sẽ bị. Đấy, mình sẽ chạy. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Chỉ 189.000 bạn đã sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh đẹp hộp sản phẩm. Máy bay mini M44 gồm. Thì mọi người lưu ý ở đây là 30 giây đầu thì mình không nên để quá 30, quá 5 ô tích nhá. Mình cứ đưa hết xuống dưới này này. Một góc nào đấy thì nó sẽ ổn hơn. Đấy. Đẩy máy bay này lên thì ta đẩy lên, thích thì đẩy lên. Đấy. Thì nó đỡ bị vướng là 50, bởi vì 30 giây đầu của video thì nó vẫn bị. Đấy. Con này nó hơi dài, mình có thể cắt cho bằng video được, cắt cho bằng nhau luôn. Ở trong này cái loại chữ mà chạy theo mình muốn nó vẫn chạy được mọi Hôm người. nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44. Nhưng mà cái phiên bản của mình nó đang bị lỗi hay sao thì nó không dùng được cái chức năng đấy. À đây, dùng được đây rồi. Ví dụ bây giờ mọi người muốn cái chữ nó chạy chẳng hạn. Ví dụ bây giờ muốn cái máy bay này nó bay ngang qua ngang lại chẳng hạn. Mình gọi này, chọn vào đây này. Đấy. Chọn thêm này. Đấy. Sau đó là mọi người di chuyển cái máy bay này qua đây chẳng hạn. Đấy. Đấy, sau đó mọi người kéo cái dài cái đoạn này ra. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ xem này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini Đấy, nó rẻ chỉ nhất thế bay giới. như vậy. Bây giờ mình muốn bay nhanh hơn thì mình kéo ngắn lại. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Chỉ 189.000 bạn đã sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh đẹp hộp sản phẩm. Máy bay mini Đấy, M44 nó sẽ bay như vậy đấy mọi người ạ. Bây giờ ví dụ muốn đến đây nó bay tiếp chẳng hạn. Thì mọi người ví dụ bây giờ chán một cái đó bay, giờ muốn cái chữ này nó chạy chạy chẳng hạn, mọi người vào đây. Đấy, mọi người ấn thêm và di chuyển cái chữ ấy đến khu vực mình muốn. Ví dụ bây giờ cho nó chạy lên trên này chẳng hạn. Đấy. Đấy, sau mọi người kéo ra. Đấy. Mọi người đến đây. Đấy, bây giờ muốn kéo tiếp chẳng hạn. Ok. Thì lại cho nó về đây chẳng hạn. Nó sẽ kéo như vậy, tức là nó học theo cái hành động của mọi người á. Đến đây thích nó bay đi đâu thì cho nó bay, ta lại kéo về đây đứng với thằng máy bay này. Này bị cái này mình cho nó ngắn đây rồi. Ok đấy, bây giờ mọi người sẽ xem như thế này nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn Máy bay bay chiếc máy bay mini M44, đây, chen máy bay mọi người mini dịch nhiều vào đây rẻ nhất cho thế nó giới. di chuyển cho Chỉ nó hoạt động 189.000 thoải bạn đã mái. sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh đẹp hộp sản phẩm. Máy bay mini M44 gồm.
một chiếc máy bay và một chiếc điều khiển. Có hai màu cho bạn lựa chọn, đó là màu vàng và màu đỏ. Bây giờ mọi người muốn thích chèn số điện thoại vào đây luôn chẳng hạn, thì mình có thể muốn đẹp thì mình có thể lấy một cái biểu tượng điện thoại chẳng hạn. Nhưng mà phải PNG nhá. Thì ví dụ bây giờ mọi người thôi lấy một cái ở đây, cái số điện thoại này chẳng hạn. Đây mọi người xem ảnh này. Đây thì mọi người đây là cái ảnh PNG này, thì nó sẽ trắng như thế này này. Đấy. Rồi, mọi người tải xuống đấy, nó đuôi đuôi PNG này, đuôi chống màn hình chẳng hạn. Bây giờ muốn chèn số điện thoại vào đây thì như thế nào? Ví dụ mọi người có Photoshop thì mọi người làm rất là đơn giản. Rồi, bây giờ đây ấn về clip pin này, chọn tiếp này, chọn cái điện thoại này ngoài màn hình này. Đấy, và sau đó là thêm. Đấy. Thì nó sẽ thêm ở trên này mọi người. Đây mọi người thấy đây không? Và nó sẽ to đùng thế này thì mình chỉ việc kéo nhỏ nó lại thôi. Kể cả video cũng vậy, kéo đơn giản. Đấy, ví dụ mình bỏ số điện thoại của mình đây chẳng hạn. Đấy. Muốn thêm số điện thoại vào đây thì đơn giản, mình lại thêm text vào đây. À, cái này là đây. Thì các bạn thêm số điện thoại vào đây. Thì cái này màu đen này nó hơi khó lên, có thể chọn màu khác. Đấy. Thích to nữa thì mọi người chọn to. Đấy, cái này thì nhỏ quá, tự nó dồn. Đấy. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44. Hoặc cái này có thể mọi người làm video chồng lên video cũng được. Ví dụ bây giờ cái video này chẳng hạn đúng không? Mình muốn cho nó lên trong cái video, mọi người copy và sau đó mọi người chuyển con gì con chuột ra đây, paste nó vào đây thì nó sẽ nằm đây chẳng hạn. Bây giờ mình mọi người đẩy lên đây, đẩy lên phía tên nhé, đang chuột lên này. Đấy, thì ví dụ cái video này nó đang nằm ở trên đúng không, nó sẽ che hết đúng không. Hôm nay mình xin giới thiệu đến đây, bây giờ mình sẽ làm thế nào, mình kéo nó lại. À, mình kéo nhầm cái rồi. Đấy, mình kéo video này vào đây chẳng hạn. Dù làm mấy cái để mấy sản phẩm của mình chạy cùng lúc chẳng hạn. Vừa hời chung nhỉ. Đó. Cái này nó biên tập rất là dễ đây. Ví dụ mình thả vào đây đi. Ví dụ vậy. Rồi mình chạy. Các bạn, chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Chỉ 189.000 bạn đã sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh đẹp hộp sản phẩm. Thậm chí là mọi người có thể làm một cái ảnh nền của video này cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi nó cũng đơn giản, nhưng mà có lẽ là ở một cái thì mọi người muốn làm thế nào thì mọi người có thể trao đổi ở trong cái nhóm của mình. Đấy. À, không thích thì mọi người có thể bỏ đi, xóa đi rất là bình thường. Đấy. Thì mọi người nhớ cái màn hình khóa này nhé. Khi nào mình không muốn bị tác động là mình khóa lại, bởi vì khi mình cắt ở trên này nó sẽ cắt một loạt luôn đấy, thì mình chỉ việc khóa lại thôi. Đấy. Đấy thì mình sẽ ra được video. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini. Thì cái này bây giờ làm sao để xuất ra thì mọi người phải chọn, mình xuất. Mọi người vào đây, chọn độ phân giải, càng cao thì nó xuất càng lâu mà càng đẹp. Và mọi người có thể úp lên trực tiếp lên YouTube cũng được, cái phần mềm này nó hỗ trợ. Thì mình bây giờ mình sẽ chọn độ phân giải thấp nhất đi, úp cho nó nhanh. Mình ấn next.
mình chọn tên. Hướng dẫn tạo video cơ bản chẳng hạn. Next, thì mà nó sẽ chạy, nó sẽ render. Thì tùy cái độ dài và cái độ chất lượng mà nó nhanh hay chậm ở cái đoạn này. Thì trong lúc chờ render thì mình sẽ nói qua một chút về cái nhạc. Thì mọi người, đây thì mình sẽ gửi cho mọi người cái nhạc nền làm video này. Thì vì nó là nhạc nền làm video nên nó rất là hay. Đây. Thì cái này mình sẽ úp lên nhóm cho mọi người. Cái đoạn video này nó ngắn, rất là hay. Thì sẽ lên nhóm cho mọi người luôn. Người xem thì vào nhóm học viên đấy. Ok, vậy thì sau khi render xong cái này thì mọi người sẽ có một cái video. Thì mọi cái vấn đề thắc mắc thì mọi người có thể vào cái nhóm hỗ trợ của mình, đó là hỗ trợ học viên Facebook Marketing Online. Thì mọi người vào đó và sẽ giải đáp, hoặc là các cái nhóm chat riêng của mình thì cũng sẽ giải đáp trong đấy. Thì còn cái này thì nó chạy xong là xong thôi, không có gì hết á. Chạy xong thì nó sẽ xuất ra được một cái file như thế này. Nơi xuất mặc định là ở đây này, thì mình có thể chọn nơi xuất Cam Studio này. Đấy, ví dụ như là máy bay M44 này, nó sẽ tạo ra thư mục như thế này luôn. Và mọi người chỉ dùng cái này thôi. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy bay mini M44, máy bay mini rẻ nhất thế giới. Chỉ 189.000 bạn đã sở hữu ngay sản phẩm này. Và sau đây là hình ảnh tập hợp sản phẩm. Đấy. Thì đây mọi người đã hướng dẫn hết rồi. Cắt video này, chèn logo này, chèn chữ viết này, chèn nhạc này, tăng tốc này, tách nhạc nền này, tăng âm lượng này, ghép ảnh thành clip. Ghép ảnh thành clip thì cái này nó đơn giản như là cái kia luôn. Mọi người chỉ việc là thêm hết các ảnh vào, sau đó lại thêm file nhạc vào, nó lưu nó là nó ra. Và rất là nhiều phần mềm mà ghép ảnh thành clip này nó đơn giản hơn nữa. Thì chúc mọi người thành công. Thì mọi người xem video ở trên YouTube hoặc trên nhóm, hoặc là nhớ vào web.com để cập nhật những cái thông tin mới cho tất cả mọi người.